nổi trang hoa. Gặm trong thế giới còn đôi ba phần, mau mau kiếp kiếp chiến cầm, chúng sanh còn có lập thân hội này. Tuần hoàn thiên địa đổi xây, kể sao cho xiết vậy thì dân ngày nay xe nứt xe nuôi đúng lời truyền sấm của hồi đời lên, là năm dòng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ấy hề thấy còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi, quang minh sáng suốt vậy thì dân ơi, thương dân khó đứng khôn ngồi, tâm trung gió giông thì cội cây rung, phương xa có giặc thung dung, đặng nào trời tây chung nó hùng hào, đêm lòng trời cho chúng qua chuông, thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà nạn tai dắt dìu tiên cảnh bồng lai. Nhiều người xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân, mẹ cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi. Đường linh đơm quậy mới là có chi cũng ấy à, vậy mà dân ơi, ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới. Mặc ai tranh luận đấu tài, khuyên dân nên hãy miệt mài chữ tu. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở, chữ tu
học theo mối đạo làm con. Luận xem học mới mấy đoan đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày, áo quần lan nước ngày rài ăn chơi, dọn xem hình dốc lá lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Trong tâm nhớ những điều ta, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lành. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối vậy. Bèo
tính Triều Minh, nàng Kiều Di Hiếu bán mình chúa cha. Tuy là lưu lạc bốn ba, đến khi mạng hạn bạn xưa cũng nhìn ghé cưa ta cũng mặc tình nghiêm kiếm suy cô biên mình ở thế nào. Mạnh tông xưa cùng khóc măng, đất khô này mục rõ lòng hiếu nhi, mặc ai nhạo báng khinh khi, phần ta niềm chữ từ bi đổ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng bá gia cùng các chư tăng. Việc tu không đời hương đăng làm gì, đời cùng tu gấp kịp thì. Đặng xem
năm đoan. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nửa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Dương trần sắp dương bình trời, từ đây khuyên trần sớm liệu bắp khoai cháo rau đỡ già tháng ngày cho qua, nhân cùng bốn đạo gần xa. Phật nào đợi mùi hương, miền tâm thành kính tòa chương cũng gần. Lao sao bể bắt non bồng lai, mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà cháy lâu đài cũng xa, lập rồi cái hội long quang đặng khoai hiền ngà đức được là bao nhiêu. Giang tà hồn
đây. Chình chình bóng xế về tây, đói nhìn trần thế xác thay ê hề. Thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho ba tánh liêu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lòng dân đến hồi lầu son giữa kề. Thương đời văn vật sai mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra chầu chức đài mây cũng gần. Tuy là nương dựa non tầng, ngày sau thế cuộc xây dân về Nam. Qua sông nhờ được cầu Lan, tu hành nào đời chùa ám làm gì. Bây giờ bạc lộn với chì, nửa sao lọc lại dứt tì cũng chê. Bơ dân chớ có sai mê, trung lương chánh trực vừa kề đài mây. Mạng lo gây gồ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn quyết nằm xương, chẳng than chẳng thờ vì thương thế trần. Theo thầy giảng dạy nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tai, qua nơi khổ nào mặc ai chê cười. Bạc đâu dám sánh vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sớm lạnh lâm tuyền,